Thiên Kiều. Nếu em không về thì tên Mã Phu này sẽ chịu cực hình kinh khiếp nhất. Cậu thật chi nếu tiểu thơ còn thương xót cuộc đời tên nô lệ thì tiểu thơ nên về lại với quê. Bấy lâu nay nơm ấp mày
Biết ai là người đắp cổ cho